không mất đi. Lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Chọn kiếp người này không còn được mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống không mất đi. Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Chọn kiếp này ai theo đường sự sống chọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, được sống muôn đời cuộc sống hiền vinh. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này nhiều thay đổi cùng bao gió sương, chỉ một điều hằng không biến đổi là trái tim vàng của Chúa yêu thương. Ngày giã tư suối tay nằm trong cát bụi tàn, nghe xôn xao trời lời ru êm ái, tên Chúa nhân từ chào đón. Sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất. Xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương bên ấp u con ngày đêm, nhuần thâm xác hồn tràn lan ơn thiết. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng
cả sáng nơi cha chỉ đến y cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Là cha phép ta vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha, cùng là Chúa chúng con, với phép Đức Chúa Thánh Hoàng, là người xuống thai, sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nén đời quan phong Siêu Pilato, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và tăng giá, xuống ngục tổ tầng, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết và sống lại. Lên trời phù bên hữu Đức Chúa Cha phép tác vô cùng. Ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở các thế này. Các thánh thông công. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hằng sống và an lên. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ. Cho linh hồn Martino được lên chỗ nghỉ ngơi. Hằng xem nơi mà Đức Chúa Trời sáng lang vui vẻ vô cùng. Amen. Xin Chúa nghe lời chúng con cần cầu với Đức. Mà đưa linh hồn Martino qua chỗ nào sợ. Xe bề công nghiệp đơn ngữ đồng chinh. Mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung nấu vô cùng lớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu. Mà đưa linh hồn Martino qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng chinh. Mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung nấu vô cùng lớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu. Mà đưa linh hồn Martino qua chốn âu sầu. Xin vì công nghiệp đức nữ đồng chinh. Mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng lung nấu vô cùng lớn đau. Giữa đô thành lâu rồi không về thăm quê, thăm ngoại thân yêu tuổi thơ lo lắng cho mình. Thành phố hoa đèn món gì cũng có ngoại ơi, mà sao con vẫn nhớ tô canh bầu nồi ca giữa ngoại kho. Ở mãi quê nhà mùa này ngoài lội ruộng sâu, từng bước lom khom ngoài gieo hạt lúa thơm nồng. Rồi đêm ngoài ngồi nhớ từng đứa cháu yêu thương, nhớ thằng hai con út hay khóc nhẹ bắt ngoại ẩm bồng. Ngoại ơi, ngoại ơi, giờ đây tóc bạc lưng còng, giờ đây con cháu phương trời cách xa. Mình ơn ngoại tưới vàng bầu, ngoài trời trơ gió mà lòng con lo. Thân già dưới mái tranh xiêu, tối hôm tắt lửa ai lo cho ngoài mình. Thương ngoài bây giờ một mình thui thủi dạo ra, chiếc giọng bên hiên cũng cách xa.
sao mấy đứa nhỏ không về. Hàng cao sao dường thì thầm theo bóng ngoài mong. Về đi con ơi, có làng quê, có ngoại đang chờ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Đến đây thánh rồi. Ừ. Giờ hai mẹ con. Đọc kinh đi ha. Lạy Cha, tin kính. Nhân Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời. Được tin anh Martino được cứu quay về, chúng tôi là đại diện ban điều hành Tân Kỳ và cộng đoàn giáo họ Thánh Phêrô đến đây xin chân thành chia buồn với tăng quyến và gia đình. Giờ đây xin tăng quyến cùng với chúng tôi dâng lên Thiên Chúa những lời kinh tiếng hát để cầu nguyện cho linh hồn Martino thân yêu của chúng ta. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa thân Hãy subscribe.
sẵn dâng lời cầu nguyện cho linh hồn Martino thân yêu của chúng ta.
xin mời tăng quyến cùng hiệp ý. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, cho rồi cho đến ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngồi ra đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp cô con ngày đêm, nhuận thâm xác hồn tràn lan hướng thiên, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ, miệng tôi nở vui tiếng cười, lưỡi tôi vang lời ca hát, ngàn trăng tung hô tôi thật vinh phục khi nhân Sion qua khỏi kiếp lô đầy, tôi vẫn cứ như còn sống ngoài giấc mơ thiên miên. Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan Martino được trở lên con thật của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Martino vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nay chinh thịt máu Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Martino. Xin Chúa cho linh hồn Martino được giải thoát khỏi xiềng xích tội lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và hợp đoàn cùng chư thần thánh trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đoái nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trong của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này chúng con được sum họp với linh hồn Martino trong nước Cha muôn thuở. Xin Chúa nhận lời chúng con đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết nay chỉ bảo vệ lòng từ ai Chúa vô biên, trong khi tạo đất trời cho muôn vật được sinh sống, trước khi con xuất hiện trên đời thì Chúa đã yêu con. Từ muôn vật Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết nay bao đền lòng từ ai Chúa vô biên, con dâng trọn cả xác hồn trên con đường về núi thánh, lúc yên vui lúc nặng ngu sầu, nguyện mến Chúa trung tiên. Từ muôn thuở Chúa đã yêu con, một tình yêu không bờ bến. Nay con biết ngày chỉ bao đêm, lòng từ ai Chúa vô biên.
ngoài tuy cương quyết, mà lòng thương mến ơn cha như đuốc soi cao trên đường, đuốc soi tâm hồn dẫn con tìm hướng. Năm trường gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi con buồn, người đến bên vô về, bàn tay xoa trên vai tông nên thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha ơn cha soi trên đường, nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn sẽ không phai tàn với bao năm trường.
cha tôi lìa xa tôi. Bỗng một ngày cha tôi lìa bỏ cuộc đời. Cha ơi, một ngày mất cha con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha tôi lìa căn nhà này, cha đi vào lòng đất sâu. Con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha, con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi. Đôi dòng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha bỏ con để đời con chọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, chọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, từng ngày mất cha, con dại khờ giống như trẻ thơ. Con dại khờ nhìn áng mây trôi, con gọi thầm chẳng thấy cha đâu. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn. Cha Chúa trao dồi cho đấng ngồi thánh đường, nguyện xin Chúa ngồi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấm nhận thân xác hồn tràn lan ơn thiên ở đồng trinh. Mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng, nồng đã vô cùng đớn đau. Xin Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn đi đầu qua chốn u sầu. Xin vì công nghiệp đấng nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay dập tắt lửa hồng, nồng đã vô cùng đớn đau. Chúa nghe lời chúng con khẩn cầu, mà đưa linh hồn qua chốn u sầu. Sẽ về công nghiệp đường nữ đồng trinh, mà Chúa giơ tay ra ta lỡ hầu nâu nô vô cùng đớn đau. Thank you.
Có lẽ không có một cuộc chia ly nào mà không có nước mắt, dù cuộc chia ly ấy còn hy vọng hồi ngộ nơi trần gian này. Thế mà từ cuộc chia ly này, mãi mãi chúng ta không còn được thấy khuôn mặt người thân thương này nữa, thì sự đau đớn lại càng tăng lên gấp bội. Chúng tôi, ban đại diện của gia đình Tận Hiến, đến đây chia buồn sự mất mát to lớn và nỗi buồn vô hạn đối với gia đình. Nhưng trong niềm tin vào Đức Kitô từ nạn và phục sinh, thì sự chết là sự thay đổi chứ không mất đi. Và khi nương náu ở trần gian này bị phá hủy, thì chúng ta lại có được một nơi cư ngụ vĩnh viễn trên thiên đàng. Xin gia đình cùng với gia đình Tận Hiến chúng tôi dâng lời cầu nguyện cho ông Martino. Chúa đêm ngày
Xin cho niềm hy vọng cây trăng của chúng con mỗi ngày được vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được Chúa đón nhận vào nước hằng sống muôn đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Cha chúng con. Chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn ông Martino. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn ông Martino được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, bao thương đau ngày đêm đúng đau. Chúa Trời sáng ban vui vẻ vô cùng. Amen. Con lạy Chúa con.
trong cậy Chúa con, những gia làm nhân đức Chúa trời đêm này. Hãy trông cậy người cho liền, vì người gặp nhân lành hãy thương vô cùng. Sẽ tha hết mọi tội lỗi, kẻ làm dân người thay thấy. Lạy Chúa con, xin con cho linh hồn làm đi nô được nơi đời đời, mà được sáng soi vô cùng. Hãy ơn đức Chúa trời chỉ một. Kính thưa tăng quyến, được tin linh hồn Martino vừa được Chúa gọi về, chúng tôi ban phục vụ huynh đoàn giáo dân Đa Minh và anh chị em trong huynh đoàn giới trẻ đến đây để chia buồn nỗi, để chia sẻ nỗi đau buồn và sự mất mát đang đè nặng trên tăng quyến. Xin Chúa tình thương an ủi, ban sức mạnh và nâng đỡ tinh thần tăng quyến trong lúc này. Xin Ngài lau khô giọt lệ trên đôi mắt, biến đổi nỗi đau buồn thành niềm hy vọng, cậy trông vào Chúa và tín trung. Xin giúp chúng ta sốt sắng dâng lời cầu nguyện cho linh hồn thân yêu của chúng ta. Xin kính mời tăng quyến cùng hợp ý dâng lời cầu nguyện. Cha và con và thánh thần, amen. Cầu xin Chúa thánh thần, người thương thăm viếng hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rửa cho đáng ngôi thánh đường. Nguyện xin Chúa được giải thoát khỏi xin xin tôi lỗi và sự chết, được ơn phục sinh và hợp đoàn cùng chư thần thân trên thiên đàng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, xin ghé mắt đôi nhìn và thương xót tất cả chúng con đây, những kẻ hằng vững tin và phụng sự Chúa đêm ngày. Xin cho niềm hy vọng cây trong của chúng con mỗi ngày thêm vững mạnh, để khi qua khỏi đời này, chúng con được sum họp với linh hồn Martino trong nước cha muôn thuở. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta hiệp ý dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là cha rất nhân từ, xin nghe lời chúng con cầu nguyện, mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Martino. Ước gì ngày sau hết, con cái Chúa là linh hồn Martino được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con.
kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ. Cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn khôn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư. Những dòng bão trở lại trong hồn, cha không còn tôi như người mất hơn. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi. Hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn. Nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi thôi. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư. Những dòng bão trở lại trong hồn, cha không còn tôi như người mất hơn. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Kỷ niệm về người cha thân yêu như không bao giờ xa con. Với tiếng cha gọi, với lời cha khuyên răn dẫn dụ, những việc cha đã làm, tất cả giờ con mới hiểu. Một đời cha đã sống cho con cũng chính là những kỷ niệm một đời cha để lại cho con. Làm sao con quên được cha ơi. Kỷ niệm ngày xưa tôi vẫn nhớ về người cha. Kỷ niệm ngày xưa khi ấy tôi còn bé nhỏ. Cha đã đi xa mà tôi vẫn mong cha về. Cha tôi đã khuất, nay lớn khôn tôi đã biết. Kỷ niệm ngày xưa còn mãi trong tôi. Cha tôi mất rồi, nhưng bóng hình cha không phai. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư. Dòng bão trở lại trong hồn, cha không còn tôi như người mất hơn. Nhưng tôi biết rồi, vì ngày mai tôi cũng lìa đời. Cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Chợt một mùa đông có tiếng cha già gọi tôi. Hỡi người con, đông sẽ qua rồi xuân về. Cha sẽ ra đi để con bước theo cha hoài. Nay nhìn mùa xuân tiền bao những hy vọng lớn. Nhìn lại người cha kèm theo lời hứa khi xưa. Xuân nay đã về, lòng tôi gọi cha mãi thôi.
nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư như dòng bão trở lại trong hồn, chắc không còn tôi như người mất hương. Nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn dòng bão cuộc đời qua rồi, nỗi âu sầu rồi sẽ tan mau. Nay tôi nhớ lại kỷ niệm xưa quay quắt tâm tư như dòng bão trở lại trong hồn, chắc không còn tôi như người mất hương. Nhưng tôi biết rồi vì ngày mai tôi cũng lìa đời, cơn dòng bão cuộc đời qua rồi. Lạy Chúa xin thương con theo lượng từ bi Chúa. Chúa ơi xin xóa tội con theo lòng lẫn tuốt vô bờ. Rửa con nên chính trong, dùng sạch mọi gian ác, nhân từ xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu van lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấp ủ cho tâm hồn. Ở ngay bên chúng tôi rất xúc động được tin ông Martino đã qua đời. Ai hữu đờ Sa Châu chúng tôi đến đây cùng chia sẻ nỗi đau đớn mất mát lớn lao cùng tang quyến vì sự ra đi của ông Martino. Nhưng chúng ta tin vào Đức Kitô tử nạn và phục sinh, chúng ta không mất niềm hy vọng vào lòng Chúa tín trung đã mời gọi ông Martino về cùng Ngài để hưởng hạnh phúc vô biên trong nước thần sống của Ngài. Nhưng với con mắt người trần thế, sự ra đi của ông Martino là mất mát lớn lao. Với lòng quảng đại, chúng ta hãy dâng ông Martino lên Chúa để làm lễ hiến tế yêu thương. Xin Chúa sớm thanh tẩy và ban hạnh phúc thiên đàng cho ông Martino. Giờ đây xin mời tam quyến cùng hợp ý với chúng tôi để dâng lời cầu nguyện. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Oh,
đời con đã dâng cho Ngài, trọn đời con bước theo chân Ngài. Con muốn Chúa ở đâu thì cho con ở đó, để trọn đời con dâng làm nghi lễ, để trọn niềm vui trong Chúa muôn đời. Thiên Chúa Cha những ý nguyện sau đây: cầu cho người còn sống được ơn nâng đỡ, cho kẻ qua đời được ơn cứu thoát và hưởng vinh phúc muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã dùng bi tế thân tẩy mà làm cho linh hồn Martino được trở nên con thần của Chúa. Xin Chúa đón nhận linh hồn Martino vào nước hằng sông muôn đời. Lạy Chúa, Chúa đã lấy mẫu thịt Chúa mà nuôi dưỡng linh hồn Martino. Xin Chúa cho linh hồn Martino được giải thoát khỏi xiềng xích sự trên, được ơn phục sinh và được hợp đoàn cùng chư thần thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã nói: phúc cho ai sống trong ơn nghĩa Chúa. Trải qua bao nhọc nhằn vất vả, linh hồn Martino này đã về với Chúa. Xin cho linh hồn Martino được hưởng phúc thanh nhàn bên Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa là Cha nhân từ, xin lắng nghe lời chúng con cầu nguyện mà tha thứ mọi lỗi lầm cho linh hồn Martino. Ước chi ngày sau hễ con cái Chúa là linh hồn Martino được phục sinh trong hào quang chói sáng muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tấn người thay thay, lạy Chúa xin ban cho linh hồn Martino được kỳ mới đời đời và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy linh hồn Martino cho khỏi tù ngục và được nghỉ yên. Amen. Chúc từ cho linh hồn Martino được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy màn Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Chúa muôn vàng ông đang mấy tơ con vẫn xin lời tương tình. Con cầu là Chúa hãy dùng cơm và muôn hồng hồng. Con xin đại diện cho gia đình Tăng Hiếu xin chân thành cảm ơn quý vị trong hội đồng hương Sa Châu đã không quản ngại thời gian, bớt chút thời gian đường xá xa xôi đến đây để dâng lời kinh, lời nguyện và chuyến thăm an ủi gia đình Tăng Hiếu của chúng con. Chúng con không biết lấy gì để cảm ơn quý vị, chỉ nguyện xin Chúa là đấng nhân từ và giàu lòng thương xót trả công bồi hậu cho quý vị và gia đình quý vị được mọi sự an lành. Một lần nữa gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con vinh danh Cha, cả sanh được Cha chỉ đến ý Cha, thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay nương tựa thân người và tha cho chúng con như chúng con cũng tha kẻ con
Đức Chúa Trời là Cha phép tam vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin vinh Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống thai sanh bởi Bà Maria đồng trinh chịu nạn đời quan phòng suy ô Pilato chịu đóng đóng trên cây thánh giá trên mà tan xác xuống ngục tổ tông ngày thứ ba vợ chồng kẻ chết mà sống lại lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tam vô cùng ngày sau vợ trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin trên Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh hằng có ở khắp thế này đã thánh công công. Tôi tin phép tha tội, tôi tin sáng loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn Martino được về chốn nghỉ ngơi. Xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vui vẻ vô cùng. Amen. Maria, mẹ ơi, mẹ đoái nghe lời bao người từ chốn tới tam vương bao sao vẫn vương tâm trong lên kêu cầu. Đây vượt sâu thương đau bao hồn đang khấn cầu mẹ đến cứu đưa về nơi an vui trong vì bao công ơn con mẹ xưa giáng trần chịu chết để xóa tội cho muôn dân. Cắm rồi dạy nước phép. Dạy nước phép. Hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phàm đến người, dòng suối lệ tuôn mãi đoàn chúng con hướng về người. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van này, nguyện Chúa chi ai hãy lắng nghe lời chúng con, dù tình thương xem vì chúng con phạm đến người. Bởi tôi sẽ biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta lên giống như thân xác vinh hiển của người, vì thế chúng ta hãy tha thiết nguyện xin. Lạy Chúa Kitô là đấng chiến thắng tử thần, Chúa đã thiết lập đập tan quyền lực tội lỗi đang hoành hành nơi thân xác chúng con, xin cứu chúng con khỏi chết muôn đời và cho chúng con được hưởng phúc trường sinh với Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô là đấng con hằng mong đợi, khi Chúa gọi linh hồn Martino từ giã cuộc đời chóng qua này, xin dẫn đưa linh hồn Martino vào quê trời vĩnh cửu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Kitô là ánh sáng trần gian, Chúa đã mở mắt cho người mù được thấy, xin cho linh hồn Martino của chúng con đã qua đời được hưởng ánh sáng ngàn thu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho con một
khải hoàn về thiên quốc sau khi chiến thắng tử thần. Xin cho tín hiếu Chúa là linh hồn Martino đã thoát khỏi kiếp tử vong cũng được muôn đời chiêm ngưỡng Chúa là đấng tạo thần và cứu thoát họ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Con kêu lên cùng Chúa, con hy vọng rất nhiều vào Chúa. Linh hồn con trong cây lỡ lời người, linh hồn con mong đợi Chúa con hơn người linh đang mong chờ đang đông. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, hơn linh đang mong phần đông dày như dân đêm xưa mong đợi Chúa. Bởi vì Chúa rộng lượng từ bi và Chúa rất giàu ơn cứu độ, vì chính người sẽ giải thoát các con dân cho khỏi mọi điều gian nan. Lạy Chúa, con kêu lên cùng Chúa, là trời cao biển lớn bao la. Từ ngày qua lứa tuổi ngồng ngà, con là nụ hoa ghe nhỏ trong nhà. Nhờ công cha, nhờ nghĩa mẹ, con cuốn lớn trong muôn lời ca. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đám ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Nuôi con bằng sữa tình yêu, và dạy con bằng tiếng thương yêu. Là nụ hoa bé nhỏ dài cơ, con nhờ mẹ cha mới trở lên người. Bàn tay cha dòng sữa mẹ, xin ghi nhớ không bao giờ quên. Xin ơn trên đổ xuống muôn nhà, giúp mẹ cha ngày tháng an hòa, bao nhọc nhằn sinh trái đơm hoa. Xin cho con ở giữa gia đình, sống làm sao đền đám ân tình, ơn biển trời ghi khắc trong tim. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về Ngài, con không mơ huyền thoại. Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài, Hiến Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếc phụ, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Đây là trái tim con, và đây muôn khát vọng, đây khao khát yêu thương, và đây tâm hồn thao thức dâng về Chúa trên cao, để hòa tan trong muôn tình đời sẽ tràn hòa ánh dương, để bừng lên tràn lan muôn hương. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa. Từ nay con thuộc về Ngài, con không mơ huyền thoại. Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài, Chúa hết tâm tư để không nuôi tiếng phụ, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương triền miên. Đây mộng ước tương lai, và đây muôn khắc khoải, đây toàn tính hôm nay, và đây hy vọng ngày mai. Dâng về Chúa trên cao, để ngày tháng đông đầy tình thương,
thương, cuộc sống không còn oán than, và bừng lên niềm tin trong sáng. Con nay thuộc về Ngài, lạy Chúa, từ nay con thuộc về Ngài. Con không mơ huyền thoại, Ngài ơi, vì đời con cay đắng hoài. Hiến Chúa hết tâm tư, để không nối tiếng phụ hoài, để không lo lắng buồn ba, để tình cha yêu thương chiến miên. Ban ngàn phúc ân thiêng chờ che con tháng ngày. Ôi Thiên Chúa yêu thương, vì con Chúa đã bôn ba, ai hiểu thấu công ơn để Chúa con Chúa chọn thập giá, để dẫn con về với Cha hưởng nguồn vui tràn ơn. Thank you.
Chúng con trong giây phút lo âu bối rối này,
xin Chúa ở lại với chúng con. Ước chi chúng con như mãi hình ảnh ông Matthew và hy vọng sẽ gặp lại nhau trong nhà cha muôn đời. Xin Chúa ở lại với chúng con. Lạy cha chúng con, tạm biệt tại nhà ta. Ông bà và anh chị em và tan quyến thân mến, giờ đây chúng ta hết sức bồi hồi khi tiến đưa anh Martino, là người thân yêu của chúng ta, đến thánh đường tham dự thánh lễ cuối cùng. Không xúc động sao được khi ông Martino rời bỏ nhà mình này, sẽ không trở lại để lại đằng sau bao kỷ niệm vui buồn thương mến, để lại những người thân mà ông Martino đã một đời yêu thương. Chúng ta hãy ngước nhìn lên Chúa Giêsu trên thập giá, nhớ lại giây phút Chúa giã biệt người mẹ thân yêu khi cha mẹ lại cho người môn đệ yêu dấu, để xin nâng đỡ chúng ta trong giây phút này. Đã đến lúc anh Martino giã từ căn nhà này, bỏ lại bao người thân đang thương nhớ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương, chiều mến của anh Martino. Xin đừng để chúng con phải ngậm đắng nuốt cay như người bị mất mát hay tiếc lỗi những chuyện không đâu. Nhưng xin cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được gặp nhau trong nước trời, là nơi Chúa quy tụ mọi người chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Cúi đầu thắp một nén nhang, cha ra đi quá vội vàng, cha ơi, làm sao con có thể gặp lại cha, đáp đền ơn cha được. Mất cha là mất tất cả, cha ơi. Vĩnh biệt cha, chúng con nguyện xin Thiên Chúa rủ thương đón đưa cha về cùng Ngài, hưởng nguồn phúc vinh trên nước trời ngàn đời. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ, biết bao nguôi. Hôm nay cha đã ra đi thật rồi, cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như Thái Sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hướng lòng thanh nhàn. Bù đắp nỗi đau cuộc đời đã qua, tận tụy sớm hôm để lo chu toàn, dưỡng dụng con cái biết theo đạo lành. Hôm nay con mất cha thật rồi, con mất cha thật rồi, không tìm gặp được nơi đâu. Cha con xa cách không bên bờ, biên giới thật xa mờ. Cha vội ra đi, con biết ai cậy nhờ. Nguyện xin lòng nhân của Chúa dù thương đón cha đi về, hướng lòng thay.
thánh nhân. Bố đã mất rồi, tưởng vòng trăm năm bao giờ thấy. Cù lao chín chữ dạt dào dòng lệ biết bao nuôi. Tìm đâu tiếng nói của người, êm êm âu yếm qua lời nhủ khuyên. Dáng hình cha mới khó quên, làm sao con được sống bên cha hoài. Rồi cha đã ra đi thật rồi, chẳng còn mong gặp lại cha. Ơn cha như thái sơn cao vời, con biết sao đền bồi. Cha vội ra đi, con biết sao đền bồi. Cha còn ở đây với
con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha vui. Cuộc sống bao lúc thăng trầm, đôi vai cha thêm hao gầy, ngày dài vùi thân mưa nắng, con nào có hay bao điều đắng cay. Nguyện Chúa ban phúc cho người, nay cha ra đi về trời, đường chân giờ đây đã dứt, Chúa xót thương mà ban phúc trời cao. Cha ơi, dù cha đã khuất thì con vẫn thấy cha còn ở đây với con từng ngày. Cha ơi, lòng con ghi nhớ và con xin hứa sống sao thành người để lòng cha. Sự mong đợi của loài thực vật là mong đợi.
như vậy ngày sinh là ngày vui, vui vì được tìm hiểu đưa vào trong trần gian trang ban cho một sứ mệnh. Ngày người chết cũng là một ngày vui bởi vì đó là lúc mình hoàn tất sứ mệnh và ra trước tòa Chúa để lãnh phần thưởng dành cho mình. Bởi vậy Thánh Phaolô Tông đồ đã rất yêu và tôn trọng cái chết. Đối với tôi, sống là Đức Kitô, chết là một mối nợ. Ngài có cái chết là một mối nợ bởi vì Ngài biết chắc Ngài sẽ được lãnh phần thưởng triều thiên công chính cũng được dành cho Ngài. Bình thường với giới hạn và thân phận của kiếp người, chúng ta khó lòng tránh khỏi những yếu đuối, những lỗi lầm, những lỗi tội, mất lòng Chúa và phiền lòng đến người khác. Vì vậy, giáo hội đã nhân từ theo lòng thương xót của Chúa đã chỉ định những phương thế để nâng đỡ con cái mình, đặc biệt là các quy định sau đây. Như ông Pháp Lưu Lô chúng ta đây, một ngày trước khi ông ra trình diện trước tòa Chúa, thì ông đã được lãnh nhận các ơn các quy định sau cùng để ông có được một hành trang tốt lành trình diện trước tòa Chúa. Để ông có niềm hy vọng được lãnh nhận phần thưởng Chúa dành cho người tôi tớ của Ngài. Đối với trách nhiệm của những người sợ chết, của những người mê tín, thì có rằng lãnh nhận các quy định sau cùng là chuẩn bị tối đời, là tối mạng. Nhưng đối với những người có đức tin, người có cái Chúa, thì đó là lòng nhân hậu, lòng từ bi Chúa dành cho con cái. Ngài thật sự là sự sống lại và là sự sống của con người chúng ta. Ngài ban sự sống cho chúng ta đời này và ban cho chúng ta sự sống lại, sự sống đời đời ở đời sau. Tham dự lễ hôm nay, chúng ta cùng với ông Pháp Lưu Lô tạ ơn Chúa vì hàng chục nước trần gian này, sứ mệnh nước trần gian kéo dài 55 năm đã khai bài. Chúng ta cũng cầu xin Chúa dù lần sáu phương ơn để khai phạt những lỗi lầm ông còn vướng phải. Chúng ta cũng cầu nguyện cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống trần gian này tập một thói quen, tập một nếp sống ở cùng Chúa, đại diện cùng Chúa và chuẩn bị tâm hồn của mình tin tưởng vào sự sống Chúa ban cho chúng ta. Để từ nay chúng ta luôn luôn sống sự sống của Thiên Chúa và sẵn lòng chờ ngày chúng ta mang lại những phần thưởng Chúa dành cho người tôi và Chúa. Người đều mặc chết nơi hai đen thế nào thì cũng sẽ được sống lại trong Đức Kitô như vậy. Xin cho các tín hữu suốt đời đã trung thành gương theo Chúa mà nay đã qua đời được hưởng niềm vui nước trời. Xin Chúa đã thay chúng ta. Ai đã làm điều dữ thì sẽ sống lại để bị kết án. Xin cho những ai đang lìa xa Chúa kèm được Chúa Thánh Thần phúc dụng trong lòng, khoan cái trở về với Chúa, sống tốt lành để tìm được bình an tại thế và hạnh phúc nước trời đời đời. Xin Chúa đời chúng ta. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà che Thầy có nhiều chỗ ở. Xin cho ông Martino mà chúng ta cử hành thánh lễ Anten hôm nay được Chúa thương tha thứ mọi lỗi lầm và đưa vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa. Xin Chúa chúng ta. Chúa là con Chúa Trời hằng sống. Xin cho gia đình ta quên biết nhìn lên Chúa khi tôi chịu đóng đinh, biết đặt tin tưởng và hy vọng nơi Chúa mà tìm được an ủi và sức mạnh đơn đơn trong cơn thử thách này. Xin Chúa đã thay chúng
phải là người bỏ chết. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện mà cho Martino được hưởng niềm hạnh phúc cuối đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô cho chúng con. Để trở nên cho chúng con mình mà mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con, khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bè ra và trao cho các môn đệ mà nôi. Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói. Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cương, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người đều tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Đức Giám mục Gioan, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ xin nhớ đến các tội tớ Chúa là linh hồn Teresa, hai linh hồn Maria, bốn linh hồn Giuse, bốn linh hồn Martino, linh hồn Gioan Baptista, các linh hồn ông bà tổ tiên của chúng con và các linh hồn mà hôm nay Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa thương đón nhận ước nguyện của mỗi người chúng con dâng lên Chúa. Xin Chúa cùng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã lên trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hương ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con ngài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hương sư sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bàn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Tôi đã xa tội trần gian phúc trai được mời đến dự tiệc chi thiên Chúa. Thank you.
sẽ được biến đổi thành thân xác của sự vinh quang, thành thân thể có thần khí vào ngày sau hết. Niềm hy vọng này có sức an ủi chúng ta đang đi đau đớn lìa xa người thân, vì tin rằng linh hồn người thân của chúng ta bước vào sự sống mới đời đời, và chúng ta sẽ được đoàn tụ cùng nhau mai ngày trên nước Chúa. Vì vậy, niềm hy vọng này cũng thúc bắt chúng ta, những người còn sống, nỗ lực sống thánh thiệt, vì ngày đó Thiên Chúa sẽ thưởng phạt mỗi người tùy theo việc họ làm. Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta đã phán: Ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta thì dù có chết cũng sẽ sống, và bất cứ ai sống và tin ta thì sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta hãy cầu xin cho người anh em của chúng ta đây. Lạy Chúa, Chúa đã hứa thiên đàng cho người chúng lành có lòng hối cải. Xin hãy thương cho linh hồn mắc đi nô của chúng con vào nước trời. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúa đã cho linh hồn mắc đi nô của chúng con được ghi ân tin trong nước rửa tội. Xin hãy thương cho linh hồn mắc đi nô được vào số các thánh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Chúa đã nuôi dưỡng linh hồn mắc đi nô trong tiệc mình và máu thân Chúa. Xin hãy thương nhận linh hồn mắc đi nô vào bàn tiệc trong nước Chúa. Xin Chúa nhắm lại chúng con. Xin Chúa đại thương cho chúng con đang thương nhớ linh hồn Martino được an ủi trong đức tin và phấn khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện thánh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tội lỗi Chúa đã qua đời. Xin cho người đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa không bị phạt vì những việc đã làm, để khi ở dưới thế đức tin chân thật đã liên kết tôi tới Chúa với cộng đoàn tín hữu, thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tới Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn Martino được nghỉ yên muôn đời, và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Martino. Của chúng ta là thần gia Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ ta, sự sống của ta và sự phục sinh của ta. Vinh dự của chúng ta là thần gia Đức Kitô, nơi Ngài ơn cứu độ ta, sự sống của ta. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ca cũng ra làm rất ơi, bốn bảo dành tắt ra. Rồi, lấy tay vô quẩy. Thả bông ra. Đẩy đẩy đâu thôi. Rồi ngay rồi. Đi qua bên đi qua bên bà nội. Trên trời, chúng ta cùng nhau ngợi ca,
người trong con cũng là mẹ con ở chúng con. Xin cho đại chúng con ta cho con đỡ những cái chúng con đau và sự nữ. Amen. Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép các vô cùng dựng nên trời đất. Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là con một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà người xuống hai sinh bởi là Maria đồng trinh như nãy giờ con không chưa ông Pilato từ đóng đinh trên cây thánh giá để chết mà sống lại lên trời ngự bên giữ Đức Chúa Cha phép các vô cùng. Sau bởi trời lại xuống các chết kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. Tôi tin có hội thánh hàng có ở khắp thế này. Các thánh trong không. Tôi tin phép tha tội. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại. Tôi tin hàng sống lại. Amen. Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm. Cùng chịu những sự thương khó cho các linh hồn khiến đã được rồi. Thì để chúng ta vì con, đại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời. Cũng chịu nhiều ơn nhiều phép hối thanh nữa. Mà đã cho đời xác con ngày hôm nay được mọi sự lành. Hãy cứu lấy con, đéo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy con thanh ở trên nước thiên đàng. Cảm ơn Đức cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài, con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. Trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời, đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Nhưng anh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. Trông cậy Chúa khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.
cây Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên đời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. Đã thấy trong đời sống nhiều khi trôi giạt vô tình, ai tin được cuộc đời ngày mai vẫn mãi thế.